xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, chương trình do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Bicon thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Như quý vị cũng biết rồi, chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt là một chương trình dành cho những trẻ em đặc biệt khó khăn, mồ côi cha hay là mồ côi mẹ. Chúng ta hãy đến để hỗ trợ các em, chia sẻ các em, để truyền cho em những động lực để tiếp bước những con đường tương lai tươi sáng. Hy vọng rằng với sự có mặt của Mái Ấm Gia Đình Việt, gia đình sẽ đỡ vất vả hơn và cái con đường học vấn của bạn sẽ có thêm nhiều cái tình yêu thương của mọi người nữa. Hôm nay chúng ta sẽ hỗ trợ và giúp đỡ ba hoàn cảnh. Quỳ Linh cũng chưa biết hoàn cảnh như thế nào. Trước khi gặp gỡ ba gia đình đó thì Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Một người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và một người đến từ thủ đô Hà Nội. Đó chính là ca sĩ Ali Hoàng Dương và ca sĩ nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam. Xin chào người đẹp Thanh Lam. Dạ. Chào anh. Chào Ali Hoàng Dương. Dạ. Cảm ơn hai ca sĩ rất là nhiều. Dạ. Thường ngày thì quý vị thấy rằng công chúa Thanh Lam công chúa Thanh Lam gọi là trên sân khấu rất là lộng lẫy ha, đi ba một đi rồi quần áo lộng lẫy, hôm nay thấy mang dép tổ ong lội bùn sình. Thấy Ali Hoàng Dương hôm nay cũng lội bùn luôn mang dép tổ ong luôn. Rồi đầu tiên bây giờ nè, Thanh Lam. Dạ. Nghệ sĩ như Thanh Lam hãy nói về cảm nhận của mình khi đến với miền Trung trong cái đợt mưa bão thế này. Lần đầu tiên được tham gia dưới mưa như thế này, cảm thấy rằng là rất là ấm áp, bởi vì là thấy mọi người đến tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Ở đây chúng ta mới thấy được là cái khó khăn. Vâng. Và có anh Linh là em là người miền Trung ạ. À. Ba em là quê ở Di Xuyên. Ôi vậy đó hả? Di Xuyên, Di Trinh. Di Xuyên áo lụa đó hả? Vâng. Hay quá. Bây giờ tới Ali Hoàng Dương đi. Em cảm nhận thế nào khi mà em đang đứng dưới bùng mưa gió rồi này kia, rét này kia ha? Dạ hôm qua em bay ra thì em có tự nhủ trong lòng là ra đây xong mình thăm thử miền Trung xem như thế nào. Xong em đến nơi là em thấy bão luôn. Và đến cái giờ quay bây giờ thì thật sự tới đây lội bùn luôn, mà em cũng thấy mưa cũng không có ngưng nữa. Cho nên là nhờ tất cả mọi người hôm nay hãy cổ vũ cho chương trình để hoàn thành thật là tốt ngày hôm nay. Dạ cảm ơn rất nhiều. Trước tiên là giờ em hát trước cho nó nóng đi Ali Hoàng Dương. Dạ em hát mà em không biết hát nhạc miền Trung. Hát miền gì cũng được hết. Dạ em xin hát một bài trong bộ phim mà em từng thể hiện, tặng mọi người một đoạn nha. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Hay quá. Em hát xong mưa to luôn ạ. Thật ra là Dương hát xong đúng là mưa to luôn. Chưa bao giờ Dương hát với thời tiết thế này đúng không? Dạ em là đây là lần đầu tiên em hát ngoài mưa như vậy. Đây là một trong những khoảnh khắc rất là đặc biệt mà quý vị sẽ nhớ mãi cái giây phút này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng hát của Diva Thanh Lam. Em mời chị. Dạ. Hát bài gì cũng được. Hát một câu hát của ba Thanh Lam là nhạc sĩ Thuật Yến. Ông là người con của miền Trung. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ, phía rừng xa rực cháy cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Chị hát là mưa to hơn em.
Thanh Lam hát rồi. Những mưa to mà gió bắt đầu to luôn rồi. Đó, Thanh Lam có thấy cái sân khấu nào đặc biệt như sân khấu này không? Chưa có đúng không? Có 102. Đúng rồi, cả cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Thanh Lam chưa chắc bao giờ Thanh Lam xuất hiện trước sân khấu thế này. Đó là một điều rất đặc biệt thưa quý vị. Chỉ có máy ấm gia đình Việt mới có thôi. Dạ. Chúng ta cho hai ca sĩ một tràng pháo tay thật lớn nào. Đó là những cái tinh thần đầu tiên của chương trình Máy ấm gia đình Việt. Còn bây giờ thì ba gia đình hoàn cảnh thế nào? Xin mời quý vị đến với gia đình đầu tiên. Con tên Võ Thị Mỹ Diễm, lớp 7A1, trường trung học cơ sở Mỹ Hiệp. Con sống cùng mẹ với anh. Ba con bị tai nạn mất 2 năm trước. Lúc đó con em Mỹ đang ở nhà, anh cũng ở nhà. Dì với lại cậu gọi cho mẹ, nói là ba bị tai nạn. Mẹ thì lo sợ, rồi lật đật đi xuống chỗ ba. Tôi Nguyễn Thị Thu, hôm nay 47 tuổi. Hay tin nhảy khóc lóc, bung và chạy rồi thôi, không biết gì nữa. Hồ anh đem ra cấp cứu bệnh viện xong người ta thấy nặng quá, người ta dẫn vô Quy Nhơn. Đi từ nửa đường thì anh đã tắt thở, chở quay về. Con tên Võ Ngọc Dũng, năm nay 17 tuổi, học trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực. Khi ba con mất thì con cũng không tin đó là thật, cảm thấy thiếu thốn. Con thấy mẹ khóc rất to. Người cha một người chồng mất đi là mình thương tiếc. Bác ba, chuyện này chuyện gì, chuyện gì mình cũng làm hết, nó khổ. Anh là anh thương con lắm, anh mong cho con học. Bà nói tao chối nghề, ông khuyên học đó. Cứ cố gắng học, ráng học nha con. Sau khi ba mất thì cuộc sống của nhà con thì khổ hơn. Mẹ làm nhiều hơn, vất vả hơn. Nếu mà còn ba thì ba bơm thuốc, thuốc ớt, thuốc ruộng. Nếu mà mất ba thì mẹ làm. Một tháng thì mẹ nhận được tiền mẹ đang thăng 720. Công việc của tôi hàng ngày là cưới cái cỏ, cái rêu, cháo cho bò, heo, đồ ra đồng, cuốc đất, làm lúa, làm ruộng. Lâu lâu thì có người kêu đi làm, đi bó lúa hoặc đi trồng kiểu. Bữa thì được 100, bữa thì được 200. Lúc mẹ đang làm ruộng, sau đó mẹ vô bóng mát, mẹ ngầu, thấy mẹ xỉu đột ngột, con thấy vậy, con chạy xuống đỡ mẹ dậy. Lúc đó nó tuột bật áp xỉu, nó lo, nó khóc, nó gọi ông ngoại là lên. Giờ nằm rồi lằn, nó chanh, nó đang uống, nó khí lằn lại. Con rất lo lắng khi thấy mẹ đang làm mà bị xỉu. Cái nhà con đang ở là của ông bà cô để lại, giờ thì nó cũ. Trời mưa thì ở căn bếp nó bị nhỏ dột. Do mình lập gia đình là không có nhà ở, ông nội ông già là về ở với ông nội. Ông nội ông mất, đi rồi mình ở tới bây giờ. Nhà nó chột, nó cháy, trụ gì là nó sập bé bé hết. Nhiều khi cũng sợ mưa to gió lớn cũng sợ sập. Nếu như có một số tiền thì con ước có một cái bàn học mới để có chỗ con với em cùng học. Vì cái bàn học cũ của con nó bị mối ăn. Vừa rồi là xã nó xét cho hộ nghèo học phí là người ta dám, cũng dây, cũng mượn, cũng xây, cũng sớ, cũng cho nó học tới nơi tới chốt. Con mong muốn được lên đại học và muốn học ngành công nghệ thông tin. Tôi cực cỡ nào tôi cũng mong muốn ráng cố gắng cho con nó học. Thấy con người ta nó học giỏi rồi, nó có công việc nó làm, phải xuống quê rồi á. Mình ước nguyện mình cũng như con, mình như con người ta vậy. Con rất là thương mẹ. Mẹ vất vả nuôi con với anh đi học. Con sẽ phụ giúp mẹ việc nhà, học giỏi hơn để sau này có thể lo cho mẹ. Hai, chào chị. Anh mất lâu chưa? Dạ, tôi anh mất 2 năm rồi anh. 2 năm rồi hả? Lúc anh mất thì anh làm công việc gì? Dạ anh đi phụ hồ. Phụ hồ hả? Dạ. Vì anh mất rồi thì mình một mình gánh nặng hai đứa nhỏ. Dạ. Mỗi tháng như vậy thì chị có đủ đóng tiền học cho hai đứa nhỏ không? Dạ không. Không hả? Rồi chị vay mượn ở đâu? Vay mượn học của, mượn của ngoại. Mượn của ngoại hả? Có bên nội có gần đó không? Dạ cũng gần. Cũng gần đó luôn.
Ông bên nội có giúp đỡ hỗ trợ gì không? Dạ thưa anh, bên nội già cả 80-90 tuổi rồi, không có làm được gì hết. À, mình chị về sức khỏe của chị tốt không? Không yếu vậy. Nói chứ gì, cố gắng gì sức khỏe. Đây là con gái thứ hai đúng không? À, rồi con thì con về nhà con phụ mẹ làm được cái gì nè? Dạ con giúp mẹ làm việc nhà. Mẹ có lo đủ quần áo cho con đi học rồi ăn uống hàng ngày cho con đi học không? Dạ. Lo đủ đúng không? Dạ. Hai anh em bây giờ là còn có mẹ thôi, là trụ cột trong gia đình. Phải yêu thương mẹ nhiều hơn, phải cố gắng học thật giỏi để có thể giúp mẹ nha. Dạ. Thành Lam thấy rằng là cái người mẹ thật ra là chịu áp lực rất là nhiều về cái sự lo lắng cho con này. Và bây giờ không có cái nơi nương tựa là người chồng của mình nữa, hai đứa con trông cậy hết vào mẹ. Thì Thanh Lam mong rằng là người mẹ sẽ thêm cái động lực nữa để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn. Và chắc chắn rằng khi ta vượt qua thì đằng trước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn khi mà các con lớn lên và trưởng thành, để đền ơn cho mẹ. Em cũng cùng hoàn cảnh với lại như mấy bạn. Em cũng có một em gái và bố em cũng mất khi em 21 tuổi. Anh chỉ chúc cho em với lại anh của em sẽ học thật là giỏi nè, thi vào một trường đại học, xong sau đó mình có bằng cấp, mình đi làm, mình có thể phụng dưỡng cho mẹ của mình nhé. Cố gắng lên. Ngày hôm nay cũng phải cố gắng để chúng ta đạt được nhiều nhiều điều tốt nhất trong chương trình nhé. Con hãy lấy những cái khó khăn chính là cái động lực cho mình để con cố gắng hơn nữa, con vượt qua cái hoàn cảnh của mình. Hy vọng ngày hôm nay thì trên sóng truyền hình khán giả sẽ thấy câu chuyện của chúng tôi và chia sẻ câu chuyện của chúng tôi. Hãy vào website Mám Gia Đình Việt để chia sẻ cụ thể từng gia đình quý vị nhé. Đó là gia đình đầu tiên. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hình ảnh gia đình thứ hai. Con tên Lý Văn Phúc, học lớp 9 trên 1. Con học trường trung học cơ sở Quang Trung và con 14 tuổi. Hiện tại là con đang sống cùng mẹ con và em con. Ba con tên Lý Văn Hạnh, ba con mắc gì bị gon. Tới hồi mà anh bệnh đó là hồn xuống thái tạo phụ nữ góp là anh cho tiền để đi rong và ngồi bệnh viện á. Lo cho anh là hồi nó hình là cầu nước còn tốt. Chứ để anh chắc là hồi nó hơi đi câu còn quá nhỏ. Ba con là ở trên bệnh viện Đa Khoa. Con ở nhỏ với em con. Mẹ em kêu là chở bận về, kêu là bỏ cháu nhìn nhòa lần cuối với mẹ, bỏ hai mẹ con. Bỏ con chở chưa về thích nhòa đó đã chết chứ. Trời ơi, bỏ mẹ con. Tạo cho thèm cuốn lắm. Hậu mắc cho hắn cực khổ trời, hắn nó đùa nghỉ học biết trời chị cũng đợi chị cũng đoan lo. Nhưng mà bé nhỏ nó hắn nó đi á, con cố ghét con học rồi xa con nhưng như là mới với con không bao giờ con nghỉ học, mới là đời mới đã khổ là con không có khổ như mất được. Là con muốn nghỉ học hồi lúc con học lớp 6 là do nó cũng thấy gia đình con quá khó khăn, mẹ có nghi không để nuôi hư cậu học tới nơi tới chốn được là lúc nữa con đã muốn nghỉ. Bây giờ thì mẹ cũng kêu là cứ học đi, mẹ tự mẹ lồn mẹ đáng một phí cho con được. Hàng ngày á, thì mẹ bể Phúc là không có cái nghề nghiệp ổn định, do là mẹ của cháu á, là bể hóa là bị khuyết tật, cho nên là ai kêu gì á, là làm đó, hoặc là ban đêm á, thì đi bắt ròm để mà kiếm tiền rồi sinh sống và nuôi cả cháu ăn học. Sức khỏe của tôi nó thì cũng đâu bình thường đâu, thì có tật một nửa người thương người mà. Bị bẩm sinh hồi nhỏ lắm trời. Tôi được nhà nước hỗ trợ tiền quá tật 554, chị ở đâu có đủ. Công việc chính là ở đây chị làm nái này. Công việc chị để bỏ qua hay tới cái mùa lúa nó là thê sọ. Lùm công ngày đó thì họ làm mới được 400-500 ngàn, còn mình thì lùm có hầu 150 ngàn. Mình có tật có quyền mình cũng không đủ hủa gì. Khô lắm mà có người thì biết cho nhiều, có người không cho ít, vì nó kể. Cái hầu cái gì cũng đi mất rồi. Nó rèn họ cho trước mà mới không cầm. Sao kể không à?
số phận mình nghèo thì mình phải chịu. Lúc nào đang ngủ cũng buồn quá, túi cả bữa mua đi bắt đồ, cái hồi con ngủ hết rồi cứ lén lén đầy bữa thì được 30, có bữa được 50 về lo cuộc sống. Đi làm thì có tiền thì ăn, mà không có tiền thì chắc cần câu ra câu, không đi bắt làm về có trồng khua trồng rau có náo ăn thôi. Hằng ngày thì cũng phụ mẹ cho họ gọi việc em cũng quét nhà, còn em con thì cũng nhờ nấu cơm cũng lại quét nhà. Tới mùa cắt lúa cũng nên còn lúa rồi chở lúa về. Bản tâm mẹ không có nhiều gì, mẹ mới muốn nói với hai con á, con đáng con học, dù mẹ có nghèo có khổ con cố gắng con học, con đừng có nghĩ là quý lắm rồi. Con sẽ học hành tới nơi tới chốn, sẽ đi kiếm một việc làm ổn định để có tiền nuôi mẹ con. Rồi chào chị, chào hai con. Đầu tiên thì chia sẻ câu chuyện gia đình của chị. Anh mất lâu chưa chị? Anh mất là 6 năm rồi. 6 năm rồi? Dạ. Rồi một mình chị là làm thuê, làm mướn, bữa có bữa không vậy? Dạ. Lo cho hai đứa nhỏ từ đó giờ luôn đó hả? Dạ. Có ai phụ lo với chị không? Dạ không. Không có hả? Gì vậy đó, khổ rồi, con có đó con học. Cho nên người ta với bà mất sớm rồi. Hồi nãy nghe chị nói là con được học là quý lắm rồi. Dạ, không cần nghèo giàu gì, cứ nghĩ gì. Mỗi lần học gì là được biết theo đâu mẹ mừng rồi, con đừng có lo nghĩ gì tới mẹ hết. Đó, chị sẵn sàng hy sinh tất cả. Dạ. Cho con được học thôi. Dạ. Nhưng Linh thấy chị gầy lắm rồi. Dạ. Sức khỏe không có được tốt. Rồi bị khiếm khuyết nữa. Mà chị có bề gì là mấy đứa nhỏ nó khổ đó. Dạ. Chị phải cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nhiều hơn nữa. Đâu có tiền đâu ăn uống. Gì ai đứa con học gái trả nợ ngân hàng nữa không có tiền. Thôi được rồi, thế này nè chị, hôm nay chị đến với mái ấm gia đình Việt là cũng may mắn rồi. Sẽ có nhiều người hỗ trợ cho chị, đừng bi quan gì nữa. Con ơi, con có thường xuyên thấy mẹ khóc như vậy không? Dạ có. Mẹ khóc hoài vậy đó hả? Dạ. Rồi con làm gì để động viên mẹ? Dạ con lại con kêu mẹ con, mẹ đừng khóc nữa. Trai có hay tâm sự với mẹ không con? Dạ có. Mỗi lần mẹ khóc như vậy thì con nói gì với mẹ? Dạ con nói là tao mẹ cố gắng. Ừ. Nhưng mà tụi con có biết rằng mẹ thường xuyên nhịn đói để cho hai đứa con ăn không? Dạ biết. Biết hả? Dạ. Trời đất ơi, tao mình không có sức khỏe rồi, mình còn nhịn đói để cho hai con ăn nữa. Thành Lam nghĩ rằng là các con đã nhìn thấy cái sự hy sinh của người mẹ. Và bây giờ cái năng lượng của người mẹ chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bởi vì giờ sự thật nó đang là như vậy, ta phải vượt qua cái sự thật đấy chứ. Tại vì em khóc thì là cái năng lượng làm cho các con cũng khóc theo mình. Thế thì bây giờ 6 năm rồi còn gì nữa. Bây giờ ta phải dũng cảm đối diện với cái sự thật đấy, và cho các con cái thức ăn quý hơn cả cái năng lượng, đó là niềm vui của người mẹ. Đối với chị sẽ làm như vậy. Và chị nghĩ rằng là em hy sinh rất là nhiều cho các con, và em thấy không trời cho em hai đứa con rất là đẹp trai, và hai đứa rất là ngoan và quý, yêu quý mẹ. Vì vậy chị nghĩ rằng là em phải đối diện dũng cảm hơn nữa với sự thật, vượt qua nó. Và người mẹ là hạnh phúc của hai đứa con. Hai đứa con nhìn thấy người mẹ rạng rỡ này, em vui hơn này, và em dũng cảm đi trên cái sự đau khổ của mình, thì đấy là một cái năng lượng rất là tích cực cho các con. Chị nghĩ rằng là em có thể buồn, nhưng cái nỗi buồn mình phải vượt qua nó. Em phải cái năng lượng tươi vui hơn nữa để cho các con có thêm cái động lực trong tương lai của các con nhé. Cảm ơn sự chia sẻ Thanh Lam. Đúng rồi đó, cô Thanh Lam nói đúng đó. Mỗi lần mẹ con khóc á
con đến con lau nước mắt cho mẹ con. Rồi, con không khóc con nói nữa. Là mẹ ơi đừng khóc nữa, đừng buồn nữa, con sẽ cố gắng để giúp cho mẹ vui. Thí dụ như vậy ha con ha. Dạ. Rồi hy vọng trong chương trình ngày hôm nay thì con sẽ có một ít kinh phí nào đó để giúp cho mẹ đỡ khó khăn hơn, để đóng tiền học phí cho con nha. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh thứ hai. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ ba trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Con tên là Phùng Nguyễn Như Em. Năm nay con 14 tuổi, con học ở trường Trung học cơ sở Bình Mỹ. Con đang sống với bà ngoại. Mẹ con sinh con ra được 3 tháng thì mất. Tôi tên Nguyễn Thị Đồ, năm nay con 18 tuổi. Mẹ của bé Duy Em ấy là mang bệnh thôi, mang thai bé Duy Em. Rồi sau này sinh bé Duy Em ra rồi mới phát bệnh, thì nằm ở bệnh viện còn đưa con về. Rồi đến khi mà về đây là được 3 tháng rồi, thì mẹ bé Duy Em chết. Rồi thì ba bắt đầu nuôi từ hồi 3 tháng mới tới giờ này. Ba con sau khi mẹ mất thì cũng có gia đình mới, cho nên là không có chăm lo cho con được. Con thấy rất là buồn. Ba rất là hay hỏi thăm con. Hỏi con là dạo này sống như thế nào rồi, bà ngoại có khỏe không? Chỉ quan tâm con mẹ lời nói thôi, nhưng mà có thấy rất là vui. Các bạn có mẹ, cho nên là những lúc con nhìn thôi con cũng hơi suy nghĩ. Đối với hoàn cảnh của bé Phùng Như Em thì phải nói là hoàn cảnh cũng hết sức là khó khăn. Bé thì mất mẹ từ thở nhỏ và được sống ở cùng với bà ngoại nuôi. Còn đối với nhà thì cũng rất là tạm bỡ. Hiện nay thì bà đã 88 tuổi, chỉ được là hỗ trợ tiền theo cái diện là hỗ trợ xã hội của nhà nước á. Một tháng là chỉ 360 ngàn thôi. Thì hàng ngày là tôi đi chợ nấu ăn, cháu đi học về ăn, thì luộc rau nó trắng, lâu lâu thì mới ăn được bữa canh, năm ba ngàn một khi xa gì. Cái người dưới thì nó dột, nước nó vô theo vô đây, nứt có chai phía trang, nứt gắt hết mà. Bà của con rất là thương con. Bà lỡ lấy người con rất là đủ đầy. Mỗi tháng mà nhà nước cho được 360 ngàn, ông còn để là cho bà được cái chồng đắt gò, mà bán tiền ở bên chùa, họ cho tôi cắt ăn ít để dành bà. Tôi đang lo đây, sân nay nó lên lớp 10 rồi, với cái xuống mình sân nó hạp là nó cắt rồi, không biết ở đây. Bà lo lấy cho con nên là bà kêu con là rót hướng đi xuống thị trấn học, chứ thật ra con cũng không muốn xa bà. Con lo bà mất rồi bà bỏ con ở lại một mình. Bác sĩ thì nó bị thiếu máu nổ, rồi nó đoán choáng ra trong khai trong mạc. Rồi con cứ giữ đi chứ đừng có để té, té là nguy hiểm. Hậu được té là bà ngã rồi gãy tay. Thì té cái gãy cái tay cái rồi kêu xe chở đi đó. Về nhà đây, thuốc mang gì đâu được ít, nhưng mà nó cũng còn chưa có liền cái chưa. Lâu lâu nó cũng nhức. Chứ trường có cái gì buồn thì con cũng chỉ nói với bọn của con là gì rồi. Con sợ bà lo cho con thì con cũng không dám nói gì. Những cái việc như là nấu cơm, giặt quần áo hay là tắm rửa bà thì con sẽ phụ. Bà thì bây giờ tới nay rồi không lo gì nữa. Lo nhất là cho con cháu. Khi nhắm mắt rồi đây không biết nó dễ lẽ rồi. Con mong là bà sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn thận hơn để không phải bị té ngã nữa. Cho nói với cháu thì bà nói mình sống như thế nào để cho có người thương mình. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm ra được tiền. Con đủ khả năng để nuôi bà ngoại. Con cũng muốn học được học đại học như là công nghệ thông tin nữa.
ông đâu rồi bà? Ông thì mất rồi, năm nay 10 năm rồi. Ủa bà còn con cháu gì không? Không. Không luôn hả? Còn mấy đứa mà còn bây giờ nó. Ê con có mẹ sống với mẹ con này mà giờ mẹ con này chết rồi thử. Là không có con cháu gì nữa hết hả? Ủa rồi mỗi lần mà không có tiền thì tiền đâu bà xài? Thì bà con hàng xóm đó, họ thấy bà nuôi cái con này đó. À. Rồi họ cũng cho chút ít rồi bà ăn qua ngày thôi. Ăn qua ngày, có khi nào không có tiền ăn không bà? Cũng có chứ. Cũng có luôn. Tôi tháng bà được 360 ngàn. Tháng được 300 mấy? 360 ngàn. À. Tiền lỗ bò thì tiền của bò đó. Tháng được 360 ngàn hả? Trời ơi sao đủ rồi còn con. Ôi trời. Rồi tiền đâu bà cho Duy em? Duy em thì nó ăn hạt thì nhà trường thì kể ra thầy cô cũng thương. Nhiều nó hạt cho cũng nữa. Cho đó. À tức là mình thêm, không phải đóng tiền học. À. Không phải đóng tiền học. Rồi nhà ai nấu cơm cho bà ăn? Bà rắn mà nấu. Bà tự nấu luôn? Tự nấu. Rồi ai đi chợ? Không, chợ thì không có chợ. Ở ngoài đây cứ ngổ rồi ra mua thôi. À, cứ ra mua gì ăn nhiều đó. Nhiều rau, nhiều không? Thì có nhiều mà nhiều mà. Bà có mua gì đâu. Bữa đoàn lên đó, bà đi mua thức ăn đoàn theo. Theo cô bà mua có 5 ngàn bạc rau cái gì. Cho thêm mấy ngàn nữa. Cái con này để mua ít cái trứng dạ. À, có mấy ngàn mua đồ ăn vậy thôi đó hả? Thử. Trời ơi. Hồi cứ... đó giờ, từ hồi nhỏ giờ có bao giờ bà sung sướng chưa? Bà thì chưa có sướng hồi nổi. Tại vì cái hồi từ năm bà Lan nè. Chưa bao giờ sung sướng luôn. Hết nuôi con tới nuôi cháu. Đó, cả cuộc đời hết nuôi thế con bà, tới nuôi cháu. Bà có mấy con? À, bà có ba đứa. Ba đứa. Rồi đâu hết rồi? Ba đứa mà bây giờ có một thằng con là tôi thìn nó vừa làm cho bà cái nhà nhỏ nhỏ cái nó làm sao cái nó bị tai nạn nó chết mất. Trời ơi. Nó tai nạn nó chết mất rồi. Chết lâu luôn hả? Chết na là trước mẹ con này là chết năm hơn để tốn. Trời ơi. Còn người nữa đâu? Còn người nữa thì đi làm ăn cho đi đâu chứ còn không bà. Không biết luôn. Trời. Không có tin tức. Ơi 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 quá trời khổ rồi. Bây giờ bà là coi như là không còn sức khỏe gì hết á. Con ơi bà không có tiền nè. Tiền học thì có thể thầy cô trường giúp đỡ. Rồi tiền này tiền nọ rồi đâu ra con? Dạ thì hàng tháng con cũng được nhà trường cho. Với lại là nếu mà không đủ nữa thì bà ngoại sẽ đi mượn. Bà ngoại mượn? Dạ. Mượn ở đâu? Dạ của hàng xóm. À vậy đó hả? Dạ. Thật ra bà mượn thì cũng đâu có làm gì trả được, người ta biết là người ta tặng luôn rồi. Ha? Dạ. Nãy chú nói nghe con nói là con chỉ sợ là bà mất rồi không ai ở với con thôi. Bởi xung quanh mình không còn người thân gì hết đúng không? Dạ. Có bao giờ mình tủi thân là mình quá cô độc trong cuộc sống này không con? Dạ có. Nhưng mà đừng bi quan nha con nha em. Con có mong muốn điều gì cho riêng mình? Dạ, con mong là sau này con sẽ được học đại học. Với lại con cũng muốn có một cái nghề để có thể kiếm tiền. Con muốn học nghề gì? Dạ, chắc là công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin, ừ được đó con. Hy vọng rằng ở sau chương trình này con sẽ đạt được ước mơ của mình là có thêm số tiền nào đó để mình học thêm công nghệ thông tin ngoài việc học của mình. Nhưng nhớ phải đi học nha. Dạ. Sau này con chắc chắn là con sẽ nỗ lực hơn nhiều các bạn. Phải nỗ lực nhiều hơn thì mới thành công được con nha. Dạ. Rồi, hoàn cảnh của em thì gần như không có đường nào. Bà thì làm gì ra tiền đâu, em thì cũng làm gì ra tiền hết trơn á. Coi như không có đường nào hết trơn. Bây giờ chỉ có những lời động viên chia sẻ của Thanh Lam, Lý Hoàng Dương để cho em có thêm tinh thần thôi. Nếu là anh mà ở độ tuổi của em bây giờ thì thật sự là nó cũng rất là khó để mà mình tìm ra được một cái con đường nào đó khác ngoài việc mình học. Chứ bây giờ tuổi là chưa đi làm được nè. Mà sắp tới em lên lớp 10 đúng không? Dạ. Còn phải thi rồi, thời gian để cái dành cho việc học nó rất là nhiều. Anh thì chỉ mong là ngoại luôn bên cạnh em luôn bên cạnh ngoại để hai người chia sẻ với nhau những cái khoảng thời gian trong cuộc sống. Và có bất cứ một cái khó khăn gì thì mình sẽ được mọi người xung quanh yêu thương. Và kể cả chương trình ngày hôm nay Máy Ấm Gia Đình Việt, dạ, tất cả mọi người đến đây để mà có thể tổ chức chương trình để giúp cho những cái gia đình khó khăn và đặc biệt như là nhà của em với ngoại. Thì hôm nay anh mong là những điều may mắn nhất, những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với tất cả
những hộ gia đình trong buổi quay ngày hôm nay. Rồi trong hôm nay thì chú mong rằng con sẽ nỗ lực hơn nữa. Chắc chắn sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một cái kết quả tốt đẹp con nha. Còn bây giờ trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi sẽ đưa ra những thử thách để cả ba gia đình vượt qua thử thách đó, để họ có thêm một số kinh phí đỡ đần những sự khó khăn trong cuộc sống này. Nào bây giờ ta hãy sẵn sàng, tất cả chúng ta bắt đầu với thử thách dành cho Thanh Lam và Ali Hoàng Dương. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Thanh Lam và Ali Hoàng Dương. Đơn giản thôi, khó gấp lắm. Mình gấp bóng mình để lên mấy cái chai này là xong. Ủa sao, yeah. Sao gấp được nhờ? Thì đó mới sao gấp được thôi. Gấp là để lên, 1 phút 30 giây phải gấp để lên cho được. Nếu mà để hết rồi thì mình thắng rồi, mình lấy được cái quyền ưu tiên dành cho ba em nhỏ. Rồi ok. Đơn giản vậy nha. Khó lắm ý. 3, 2, 1, bắt đầu. Không được dùng tay. Không được dùng tay. Trời ơi, khó lắm à. Làm sao mà làm được? Đó, làm sao đó, làm sao mình gấp được mới hay. Khó quá hả? Khó mới thi chứ. Ê. Đó. Thôi, khó hả? Khó làm được hay kìa, Ali Hoàng Dương được rồi đó. Chị để vào giữa giữa đó chị ạ. À. Em xong rồi em qua phụ chị. Đúng rồi, xong rồi vào phụ nha. 1 phút 30 giây cho nó xong nha. Bắt đầu quen rồi. Ráng lên, ráng lên. Mình còn 50 giây nữa. Ráng lên. Đó. Trời ơi, có kinh nghiệm rồi, được rồi. Ý ý ý ý ý ý từ từ bình tĩnh. Khó thế. Khó thế hả? Đó. Nào nào nào, vì tương lai con em chúng ta. Qua đây. À đây rồi, đây rồi. Đó đây rồi. Gấp sạch cho nó vào đi. Đây. Ôi, nó cứ lăn lên lăn xuống ấy chứ. Còn 40 giây nữa phải xong nha. 40 giây nữa không xong á là mình thua luôn á. Ôi rồi. 15 giây. 10 giây. 5 4 3 2 1. Ôi, như vậy là ta đã hoàn thành rồi. Mình có một quyền ưu tiên đầu tiên mà Thanh Lam mở ra nào. Mở ra dành cho các em đó. Ưu tiên gì đây? À, được giảm 20 ống nước. Chúc mừng. Yeah. Rồi, chúc mừng các em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba em nhỏ. Xin mời. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân ca sĩ Thanh Lam cùng Ali Hoàng Dương đã cho ba em cùng quyền ưu tiên. Và bây giờ thì ba em sẽ tham gia thử thách của chương trình bằng cái việc là rất đơn giản các bạn. Các bạn sẽ đứng ở vị trí này. Các bạn sẽ dùng lấy cái vòng này ha. À, vượt qua chướng ngại vật. Thấy làm sao mà nó vào trong cái ống hết là xong nha các bạn nha. Đội nào làm xong trước, chú Quỳnh Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Chuẩn bị. Thời gian dành cho em, Phúc, Diễm và ba tình nguyện viên. Bắt đầu. Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên dành cho ba em đang có hoàn cảnh rất là khó khăn. Nếu như vượt qua thử thách này, các bạn sẽ có cơ hội kiếm được một số tiền để đóng tiền học và trang trải kinh tế cho gia đình. Cố lên nào, cố gắng lên. Từ từ thôi. Đó, thử thách này hơi khó đúng không? Ôi. Chạy lên, chạy lên. Sáng hơn. Okay. Lên luôn con. Quăng cái chạy gì vậy? Sáng hơn. Đó, vào rồi đó. Yeah, một cái rồi. Đúng rồi. Tập trung hết cho mình lên. Đúng rồi. Cái lỗ nhỏ quá. Vô cái nào chưa? Tập trung nha con. Cố gắng nhắm thật kỹ vô nào. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Mỗi cái một vòng nha. Khi nào hết thì thôi. Lụm cái nào mà hai vòng lụm về đi. Mỗi một cái cây chỉ có một vòng thôi. Nhắm cho kỹ vô. Rồi xong. Cố lên. Đó. Nhanh lên. Bên kia cầu vô. Cuối cùng. Còn cái cuối cùng kia lên, nhanh lên. Sạc. Trời. Tập trung sát cho mình rồi. Ráng để con tập trung vô nhẹ nhàng thôi. Vô. Thưa quý vị, mặc dù trời mưa, thời tiết hơi lạnh nên cái tay các bạn hơi cống chút xíu ha. Có thể là không có chính xác. Nhưng không sao. Cuối cùng thì các bạn đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình rồi.
Chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cho ba đội. Bây giờ Quyền Linh bắt đầu công bố kết quả nào. Đội của em Duy Em 3 phút 48 giây. Đội Văn Phúc 3 phút 22 giây. Đội Mỹ Diễm 3 phút 31 giây. Có nghĩa bây giờ đội Duy Em là đang cao nhất. Nha. Cố gắng ở lần thứ hai mình phải tập trung nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, đó là thử thách dành cho ba em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ca sĩ Ali Hoàng Dương và ca sĩ nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam. Bây giờ chúng ta đến với thử thách thứ hai. Thử thách này rất là quan trọng. Nếu có quyền ưu tiên này, các em nhỏ sẽ bước vào vòng thử thách quan trọng để xem đội nào sẽ là đội chiến thắng ha. Rồi bây giờ thì cũng vẫn như thế, như thử thách đầu tiên. 1 phút 30 giây, bây giờ mình không có gấp trái banh nữa. Mà lấy cái muỗng mình bút cái đồng xu mình bỏ vô cái đĩa là xong. Rồi rồi, rồi. 1 phút 30 giây nha. Chuẩn bị, bắt đầu. À, múc đi. Không, không được, không được. Không được vậy. Làm sao múc được cái đồng tiền là được. Đó. Đó, được rồi đó Thanh Lam. Đó, được rồi đó. Được chưa, được quá hay luôn. Trời ơi. Cái tay dẻo vậy. Gì vậy. Đó, đó. Cái này Thanh Lam chơi xuất sắc nè. Ơi, đại ơi, hay đấy. Như hay là cái này hay nè. Đó. Thôi, còn 1 phút nữa. Đây. Oh yeah. Cái này Thanh Lam cho hay nè. Ồ sao? Rồi, cổ làm như cổ gì trở về tuổi thanh xuân hồi nhỏ của cổ vậy. Cổ khái quá, cười quá trời cười luôn. Cái này chơi dễ quá hả? Không, cái này chơi hay đấy. Chơi nữa đi. Chơi nữa không? Rồi, như vậy là chúc mừng Thanh Lam và Lê Hoàng Dương. Quyền ưu tiên thứ hai của chúng ta đó chính là được giảm 15 quả bong bóng. Chúc mừng. Và bây giờ mời quý vị đến với thử thách dành cho ba em nhỏ. Cảm ơn quyền ưu tiên của Thanh Lam cùng với Lê Hoàng Dương đã tặng cho các em. Còn bây giờ ba em phải vượt qua thử thách này để chúng ta minh chứng cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của mình. Nỗ lực tới đâu, chúng ta sẽ nhận kết quả tới đó. Trước khi thi thì bây giờ mình bốc thăm nè. Có 3 cái quả bóng này, có 3 sợi dây. Đứa nào mà bốc dây dài nhất là thi trước. Ok. Dài nhì thi nhì, mà ngắn nhất thi thứ 3 nha. Để cho nó công bằng á. Rồi, nào. Bóc đi nè. Rồi, 1 thế. Đó, đó. Hên xui bé đó. Dài rất là đầu tiên. Đây là dài nhất hả? Dài nhất. Dài nhì. Dài nhất, dài nhì. Rồi, đâu? Vậy con thi đầu tiên dài nè. Dài nhất này, dài nhì và rồi, dài ba. Rồi, con nè. Sau cùng. Đây thi sau cùng đúng không? Ok. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của con là gì? Cùng với cô Thanh Lam và anh Lê Hoàng Dương, mình bỏ bóng vào trong cái hũ kia tới cái vạch mức là thắng nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh ta đi di chuyển đi, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Đó, cẩn thận khi đi qua cầu bắp bên nha. Rồi. Sao làm? Đây, xe xuống, đúng rồi. Ôi, khó thế. Được không? Được không? Được không? Cái tay xuống kìa. Rồi, đúng rồi. Không? Đó. Đó, công chúa Thanh Lam. Tay thành lọ lên Thanh Lam. Được không? Thì sợ thế. Sợ thế hả? Không sao. Bên đi đây, hạ vào. Để lên, bỏ lên. Đó, ôi trời, gì vậy? Đó. Được rồi đó. Tập cho nó rớt xuống. Rồi rồi chị. Đó. Đây. Cô này đi sao nè. Cô này cũng quan trọng lắm nè. Đó đây nè. Cô này cũng đi sao nè. Sao bỏ vô được nè. Kinh nghiệm Thanh Lam bỏ sao nè. Gần rồi đó. Khoảng 5 trái nữa đi. Cố lên bé. Thở đều, thở đều. 2 vòng nữa là được. Hít thở đều nha. Đó, nhanh lên con.
quan trọng là con á. Rồi kinh nghiệm được không Thanh Lam, nhanh lên nào, cố gắng nào, ra Thanh Lam giỏi rồi đó, bây giờ là làm được rồi. Và mùa xuân biết em, biết em. Một cái này nữa là xong nào, vô. Yeah. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đến vạch mức rồi. Chúng tôi xin mời quý vị đến với đội thi thứ hai. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt con gái. Em đi trước. Duy đi em. Đi trước đi, đi trước đi. Ali Hoàng Dương và Thanh Lam. Bình tĩnh ngay cái cầu khỉ này, cái bập bên này nha. Không được đụng bóng nha con nha. Rồi, đụng cái ly này được. Đó, Ali Hoàng Dương là kinh nghiệm lắm rồi. Nữ danh ca đi qua Thanh Lam, đi qua bập bên, bỏ cái bánh vô sao. Eo hơi khổ, thế hả, dưới đất nó cứ dính chặt như thế. Thế hả, ôi giời ơi. Đó, còn 7 quả nữa. Còn 6 quả, nào nhanh lên nào. 6 quả nữa. Đấy, lần đầu tiên Thanh Lam tham gia thử thách này. Rất là giỏi luôn. Cô gái chơi rất giỏi. Trời ơi. Chơi rất giỏi. Mới càng giỏi bay ra ngoài luôn. 3 quả cuối cùng, nhanh lên Ali Hoàng Dương. Nào, 3 quả bóng cuối cùng. 27, cố gắng lên nào. Mạnh lên. 28 quả cuối cùng. Vào. Như vậy là đồng hồ đã dừng lại. Đội thứ hai Duy Em đã hoàn thành. Chúng ta đến với đội cuối cùng, đó là đội của em Phúc. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển luôn. Chúng ta đang đến với đội cuối cùng thưa quý vị. Đó, đó. Quan trọng là Ali Hoàng Dương nè. Rất là kinh nghiệm luôn, chơi rất nhanh nhưng mà rớt cái bóng qua ngoài thôi. Quá hay luôn Thanh Lam. Cho nó vào nào. Trời, trời ơi. Đó, nhanh lên, nhanh. Nhanh nào. Nào, bỏ vào nhanh lên. 20, còn 9 quả nữa. 21. Rơi một quả là xót xa luôn đó nha. Ba em tranh nhau từng giây luôn nha quý vị. 25, 26, 3 quả nữa, nhanh lên. Nhanh lên, nước rút nào, chạy nước rút nào. Còn 3 quả nữa. 20, 27, 28. Ok. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cuộc đua của ba em Duy Em, Diễm và Phúc. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Chúc mừng cho cả ba gia đình. Bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả. Đội về 3 với 8 phút 51 giây là thời gian cao nhất. Thuộc về em. Duy Em. Chúc mừng con. Con về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Sao con lại khóc nè? Chơi vui mà con. Tiếc đúng không? Con tiếc chút đúng không? Dạ có. Những nỗ lực của con cần phải nhiều hơn nữa. Bây giờ con có 15 triệu đồng rồi đúng không? Bây giờ chú Quỳ Linh đại diện cho chú Thạch tặng con thêm một học bổng 5 triệu đồng nữa. Chúc mừng con nha con gái nha. Như vậy là hôm nay con được 20 triệu đồng. Đội về nhất trong ngày hôm nay được bước vào vòng rút logo của máy ấm gia đình Việt. Đó chính là đội em. Em Văn Phúc. Chị thấy vui không nè? Vui. Vui, đừng có khóc nữa nha. Dạ. Rồi chị vui lên nha. Cười lên. Rồi con gái.
Hôm nay con sẽ nhận được 20 triệu đồng, con thấy sao? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ. Thôi chị thấy sao nè? Dạ thưa anh, em rất là vui. Rất là vui đúng không? Cảm ơn mái ấm gia đình Việt có tạo điều kiện cho mẹ con em. Thật ra thì mình có 20 triệu đồng, đó là động lực tiếp tục con phấn đấu nữa. Tôi tin rằng là sau cái chương trình này sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa để giúp đỡ hỗ trợ cho các con. Một tràng pháo tay để chúc cho niềm vui cho cả nhà thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo đội thắng cuộc đến với vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt, rút logo của chương trình để xem gia đình em được bao nhiêu logo. Xin mời. Đây thử thách dành riêng cho con. Nếu như con vượt qua thử thách này trong vòng 1 phút 30 giây đó thì con sẽ được rút 8 bản logo. Nếu trong vòng 2 phút thì con sẽ rút được 6 bản logo. Trong vòng 3 phút thì con được 4 bản logo. Okay. Nếu mà 4 phút trở lên thì con được 2 bản logo. Còn nếu 5 phút trở lên thì con chỉ có 1 bản logo thôi. Mà nếu con tham gia mà quá 10 phút á là con không có bản nào hết. Bây giờ con và cô Thanh Lam và Lê Hồng Dương sẽ lấy cái phi tiêu kia vượt qua chướng ngại vật, phóng bể hết bong bóng là xong. Rồi, về vị trí đi nào. Ok. Chuẩn bị. Thời gian dành cho em Phúc. Bắt đầu. Cầm cẩn thận con nhé. Cầm cẩn thận nha. Nhanh lên. Cố lên. Đó. Ê, giỏi quá. Rất giỏi. Ê, luôn. Hay quá vậy? Ê, phóng sao? Phóng đại vô. Ê. Bể rồi đó. Dễ mà. Người phụ nữ này rất nhẹ nhàng, từ tốn, phóng phi tiêu. Eo ơi khó thế, là sao phi được? Khó sao khó được. Đó. Phóng đi. Đó. Eo ơi có phi tiêu bao giờ đâu chứ lị. Eo ơi có phi tiêu bao giờ đâu chứ lị. Chưa bao giờ. Cằn nhằn nữa rồi. Nhanh lên. Biết đâu được thì sao. Nhanh lên, mình hết cái đó cái mình khỏi đi nữa, mình đứng đây mình lượm mình phóng thôi. Ráng lên nào. Rồi mình nhặt đi, nhặt đi. Nhặt. Rồi về, gần chút cho Thanh Lam phóng cho nó dễ nhá. Ừ, phóng dễ hơn đi. Đó. Rồi phóng đi. Ui khó thế. Đó. Ôi ôi khó thế là sao bay được. Khó gần nữa nè Thanh Lam. Đó. Ê gần quá nó không. Trời ơi. Chưa hết mà, cô Thanh Lam lấy đi. Khổ cái gì vô cho cô Thanh Lam gần luôn nè. Đó. Sao đi đây. Đấy, cô Thanh Lam làm đi. Đó, được rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Cái mặt cái thương cái già luôn vậy đó. Thưa quý vị, cuối cùng thì đồng hồ đã dừng lại. Với số này Phúc sẽ nhận được 2 logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng. Đã đến lúc chúng ta gặt hái kết quả từ 2 logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ thì xin mời chị sẽ chọn logo đầu tiên. Con trai luôn, con trai trưởng. Hai chọn con luôn trai. Hai con trai. Dạ con chọn số 3. Số 3. Rồi còn một bảng nữa mình chọn luôn. Em chọn nè. Con chọn số mấy? Quyết định. Yeah. Con chọn số mấy? Số 7. 7 hả? Ok. Số 7 hả? Rồi số 7 lớn đúng không? Rồi rút số 7 trước đi, rút số 3 rồi sao? Rồi mình ra đây con trai. Ra đây. Rồi cả nhà qua đây. Đó. Yeah. Rút đi. 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu. Con trai với cô Thanh Lam nào, rút nào. Ba con cầm vào. Yeah, con tươi cười lên. Hoa sen bền vững đến tương lai. 10 triệu đồng. Yeah. À, hai con có 10 triệu rồi đúng không? Rồi. Yeah. Rồi. Còn một cái số 3 còn nữa. Số 3 nữa. Bảo số 3 luôn. Em lấy nha. Đúng rồi. Không. Lên. Lên. Ống nhựa hoa sen vẫn nguồn hạnh phúc. Số lên nữa. 40 triệu đồng. Yeah. Wow. Quá trời ngon rồi. Được rồi. Làm, ông nói gì rồi. Đi.
Đó, bây giờ không có khóc nữa nha. Thật ra thì chắc là em sẽ có một phần quà nho nhỏ đến lại ba hộ gia đình luôn. Rồi. Hộ này bữa nay cũng có nhiều hơn chút thì chắc là em sẽ chia hai hộ kia nhiều hơn chút đỉnh để món quà nó được san sẻ. Dạ. Ok. Cô Thanh Lam thì cô nghĩ rằng là gia đình con cũng đã được rất là nhiều quà của mọi người. Cô Thanh Lam muốn dành cái phần quà cho gia đình của hai bà cháu là một cái hoàn cảnh rất là thương. Bà đã lớn tuổi rồi và nuôi cháu thì cô Thanh Lam xin được tặng cái tình cảm của Thanh Lam, cái món quà nhỏ của Thanh Lam cho hai bà cháu. Rồi. Như vậy là hôm nay gia đình của Phúc nhận được 50 triệu đồng. Chúc mừng. Bây giờ chú Quỳnh Linh mời Duy Em với lại Diễm ở đây con. Thưa quý vị, đất miền Trung nắng gió, bão mưa, cây rét, cây lạnh, mưa vẫn còn đó. Như Linh nghĩ rằng sau chương trình này, cái nghèo, cái khó nó sẽ đỡ hơn. Bởi vì có những cái tấm lòng tạo nên sự ấm áp cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Chẳng may số phận của mình không may mắn lắm. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, chú Linh nghĩ rằng sẽ may mắn nhiều hơn. Đầu tiên, xin mời cô Thanh Lam tặng quà cho em Duy Em. Cô Thanh Lam xin tặng cho hai bà cháu nhá. Cô Thanh Lam có một món quà cho của cô dành riêng cho con và bà. Đấy. Cầm. Con cảm ơn cô. Cô mong rằng là con sẽ biết ơn rằng là trong cuộc sống này còn rất là nhiều người đang lo lắng, quan tâm và chia sẻ với con. Và con hãy sống thật là vui trong từng ngày sống của mình và học thật giỏi để đền ơn cho bà và mọi người. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam. Mời Ali Hoàng Dương. Dạ, đây là phần quà về nhì của gia đình em nha. Em cũng có những phần quà nhỏ nhỏ để gửi tặng đến ba bạn. Nhưng mà tình trạng hiện tại là em không có mang theo tiền, cho nên em sẽ chuyển khoản. Dạ, cũng có thêm một vài lời để muốn nói với lại tất cả những hộ gia đình đang có mặt ở đây. Chúng ta ngày càng cố gắng phấn đấu, vui vẻ thì may mắn mới tới được. Luôn luôn thành công ở trong cái hành trình phía trước, nhất là các em nhỏ mầm non của tương lai. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Ali Hoàng Dương. Còn bây giờ chúng tôi xin mời ông Trương Tấn Đạt, tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Hoa Sen, sẽ trao 50 triệu đồng cho gia đình em Phúc. Yeah. Chú thay công ty cổ phần nhựa Hoa Sen cũng như là tập đoàn Hoa Sen trao tặng cho con món quà. Thì chú cũng chúc con và bà và các cô chú luôn khỏe mạnh và sao con cố gắng con học rồi làm việc tốt cho xã hội. Cảm ơn chú. Cảm ơn tất cả tình cảm quý vị. Như vậy là ngày hôm nay các con rất hạnh phúc. Chú nghĩ rằng như vậy, hãy biết ơn cuộc đời này, biết ơn tất cả mọi người đã tạo chúng ta một cái tình yêu thương ấm áp mặc dù trời mưa bão thế này. Cố gắng lên con nhé. Chú tin rằng trên bước đường tương lai các con không chỉ có mám gia đình Việt đâu, còn nhiều mạnh thường quân nữa, nhiều tấm lòng vàng nữa cũng sẽ đồng hành với các con. Hãy tự tin trong cuộc sống này, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chúc các con sẽ học thật giỏi. Chúc tất cả gia đình chúng ta luôn luôn gặp thật nhiều may mắn. Một lần nữa, cảm ơn Ali Hoàng Dương, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam rất nhiều. Các bạn đã không ngại đường xa xa xôi để đến đây chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những tấm lòng, những con người nhiệt huyết. Cảm ơn mảnh đất miền Trung đã sinh ra những nhân tài. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên mái ấm gia đình Việt thật là ấm áp. Một ngày thật đẹp, một ngày thật là vui, một ngày thật hạnh phúc. Mặc dù mưa cận đó, rét đó, gió đó, bão đó, nhưng không ngăn được bước chân của chúng tôi quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại mảnh đất thương yêu này một ngày sớm nhất. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chương trình Mám Gia Đình Việt do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Bicom thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Hãy subscribe.